Ngày 1 tháng 8, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 26 tháng 7 tiếp tục giảm so với kỳ trước. Theo đó, thì giá xăng có thể giảm khoảng 250 đến 500 đồng một lít, còn dầu diesel giảm khoảng 800 đến 900 đồng một lít. Tuy nhiên, nếu nhà điều hành trích quỹ bình ổn giá thì mức giảm giá có thể ít hơn, thậm chí là có thể giữ nguyên. Trước đó, trong hai kỳ điều chỉnh 11 tháng 7 và 21 tháng 7, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá với xăng dầu ở mức rất cao. Cụ thể, kỳ 21 tháng 7 mức trích lập với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 950 đồng một lít, xăng RON 95 ở mức 950 đồng một lít, dầu diesel ở mức 550 đồng một lít, dầu hỏa ở mức 700 đồng một lít, kỳ trước là 800 đồng một lít và dầu mazut ở mức là 950 đồng một kg. Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 19 lần điều chỉnh giá, trong đó thì có 13 lần tăng và 6 lần giảm.